Chào các em, hôm nay ta cùng nhau giải đề số 9. Câu số 1 thì khá là quen thuộc nên các em tự hoàn thành. Bây giờ ta sẽ bắt đầu tìm hiểu câu số 2. Đề bài yêu cầu ta tìm trên đồ thị C có phương trình như thế này: hai điểm phân biệt A và B đối xứng với nhau qua trục tung. Như vậy ta sẽ sử dụng cái giả thiết đầu tiên, đó là A và B này là phải thuộc đồ thị C. Như vậy thì A và B thuộc đồ thị C thì tọa độ của nó thế vào đây nó sẽ được thỏa mãn. Về việc đầu tiên đó là các bạn gọi A x1 y1 và B x2 y2 là hai điểm thuộc C. Như vậy thì các bạn suy ra quan hệ giữa y1 và x1 như sau, là y1 sẽ bằng, thế vào phương trình của C ta sẽ được kết quả đúng nha. Đó là x1 lập chia 3 cộng x1 bình cộng 3x1 trừ 11 phần 3, và y2 tương tự như thế, trừ x2 lập phương chia 3 cộng x2 bình cộng 3x2 trừ 11 phần 3. Bây giờ ta tiếp tục sử dụng cái giả thiết A và B đối xứng qua trục tung. AB đối xứng qua trục tung. Thì dẫn đến điều gì? Các bạn nếu ta không tưởng tượng được thì các bạn nên vẽ hình ra. Vẽ hình ra. Như vậy là hai điểm A và B đối xứng qua trục tung. Thì quan sát ta sẽ có điều gì các bạn? Ta sẽ có là hoành độ của nó là đối nhau và tung độ là bằng nhau. Đúng không? Tung độ bằng nhau. Như vậy ta sẽ dẫn đến hệ phương trình x1 bằng x2 bằng trừ x1 và y1 bằng y2. Được chưa? Và do hai điểm A và B là phân biệt cho nên là x1 và x2 khác nhau. Kết hợp với phương trình này ta sẽ dẫn đến là x1 khác 0 và x2 khác 0. Được chưa? Được. Bây giờ ta thay y1 và y2 ở trên này vào thì các bạn sẽ có kết quả sau. Trừ x1 lập chia 3 cộng x1 bình cộng 3x1 trừ 11 phần 3 bằng với lại là trừ x2 lập chia 3 cộng x2 bình cộng 3x2 trừ 11 phần 3. Được chưa các bạn? Bây giờ ta sẽ thay x2 bằng trừ x1 ở phương trình trên xuống phương trình dưới. Các bạn sẽ có một hệ phương trình tương đương. Này các bạn viết lại. Bằng, ta tính nhanh nha, x2 bằng trừ x1, như vậy là trừ x1 lập phương lên là thành trừ x1 lập, nhân trừ này thành ra cộng. Đó. Rồi. X2 thay bằng trừ x1 bình lên, vẫn là x1 bình. X2 thay bằng x1, và đây là thay bằng trừ x1, đây là trừ 3x1. Rồi, ta tiếp tục giải hệ phương trình này. Thế thì các bạn chuyển hết qua bên phải ha, hết qua bên phải, trừ đem qua đây thành cộng x1 lập trên 3 cộng x1 lập trên 3 là thành 2x1 lập trên 3 cộng x1 bình, chuyển qua đây rút với cộng x1 bình này, cộng 3x1 chuyển qua đây thành trừ 3x1 là thành trừ 6x1
trừ 11/3 rút với trừ 11/3. Các bạn ra đây kết quả này là 0 ha. Và đến đây thì các bạn giải ra là ở đây ta có các nghiệm sau: x1 bằng 0, và x1 bằng 0 là bị loại rồi ha. Và các bạn dẫn đến là x1 bằng 3 thì x2 là bằng trừ 3, và x1 bằng trừ 3 thì x2 là bằng 3. Thế thì hai điểm A và B là, nếu A là có hoành độ 3 thì B có hoành độ trừ 3 và ngược lại ha. Nhưng mà tung độ thì lúc nào cũng bằng nhau, và các bạn chỉ cần thế x1 bằng 3 vào đồ thị C thì ta sẽ ra y1 là trừ là 16/3. Và như vậy các bạn kết luận ngay vậy, tọa độ hai điểm AB cần tìm là ba 16/3 và trừ 3 16/3. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy là hoàn thành câu này, các bạn được 1 điểm. Ta tiếp tục câu số 3. Câu này có hai câu nhỏ. Câu A là giải phương trình lượng giá và câu B là giải bắc phương trình logarit. Như vậy ta tìm hiểu câu A nha. Thế thì các bạn quan sát phương trình lượng giá, ta thấy trong phương trình này có cotang. Như vậy việc đầu tiên đó là các bạn đặt điều kiện để cho phương trình này xác định ha. Và điều kiện của ta là cotang, có nghĩa là cotang là cos chia sin. Như vậy điều kiện ở đây chính là sin x khác 0 ha. Và các bạn vẽ vòng tròn lượng giác ra. Trục sin là trục đứng, sin bằng 0 là giá trị này. Như vậy hai cái góc, hai cái cung trên vòng tròn lượng giá có sin bằng 0 là đây, và x là phải khác cái này, đúng không? À, như vậy dẫn đến là x khác 0 cộng KB. Như vậy là khác KB với K thuộc Z. Được chưa? Rồi, với điều kiện đó các bạn biến đổi phương trình như sau. Đó. Phương trình đã cho tương đương việc đầu tiên các bạn cần làm đó là ta viết cotang x này thành cos x chia sin x nha. Đó. Một cộng cos x nhân với cos x chia sin x. Rồi. Bây giờ ta nhân sin x qua phía bên trái thì ta sẽ có kết quả sau: sin x cộng sin bình x cộng 2 lần sin x cos x bằng, cái này các bạn nhân phân phối vào luôn, là cos x cộng cos bình x. Được chưa? Rồi bây giờ nhiệm vụ của ta là gì? Bây giờ các bạn chuyển vế. Ta chuyển vế như thế nào đây? Các bạn quan sát thấy bên này có cốt bình đúng không? Ta chuyển sin bình qua đây. Nha. Như vậy là các bạn sẽ chuyển hết qua bên phải đi. Rồi các bạn sẽ ra là cốt bình x trừ sin bình x. Được chưa? À, chuyển qua phải nha, chuyển qua vế phải. Cộng 2 sin x cos x ta viết thành sin 2x, chuyển qua vế phải thành trừ sin 2x. Rồi, cộng cos x trừ sin x qua. À. Và bằng 0. À. Bây giờ ta tiếp tục biến đổi, cos bình x bằng sin trừ sin bình x ta sẽ viết thành là cos 2x.
Như vậy các bạn thấy là ở đây ta có cos 2x trừ sin 2x và cos x trừ sin x. Như vậy các bạn nhóm nó lại với nhau nha. Biến tiếp là ta sẽ ra phương trình tích nha. Như vậy chỗ này các bạn sẽ giải ra, đó là căn 2 cos 2x cộng pi trên 4 cộng với căn 2 cos x cộng pi trên 4. Đặt căn 2 ra làm thừa số chung thì trong các bạn còn lại là cos cộng cos. Ta dùng công thức biến tổng thành tích cos cộng cos là bằng 2 lần cos cos. Nhưng mà các bạn viết ra tổng chia đôi, tổng chia đôi là 3x phần 2 cộng pi trên 4 nhân với cos. Bây giờ các bạn lấy hiệu của hai cung này là chia đôi, người ta sẽ ra là x trên 2, được chưa? Đó. Bây giờ ta ra được phương trình tích rồi, các bạn dẫn đến từng thừa số bằng 0. Cos 3x trên 2 cộng pi trên 4 bằng 0 và cos x trên 2 bằng 0. Thế thì các bạn lại tiếp tục sử dụng vòng tròn lượng giá nhé. Đó, thầy vẽ nhanh ở đây. Trục cos của ta là trục nằm. Cos bằng 0 là 0 của cos là đây. Hai điểm, hai cung có cos bằng 0 là đây và đây. Được chưa? Như vậy thì ta sẽ ra là 3x phần 2 cộng pi trên 4 bằng cái gì đây các bạn? Anh này là điểm biểu diễn của cung pi trên 2. Như vậy các bạn cộng kb là nó lại quay lại đây. Đó. Như vậy là bằng pi trên 2 cộng kb. Tương tự như vậy, x trên 2 sẽ bằng pi trên 2 cộng lb. Kl là thuộc z. Rồi các bạn giải ra x thì ta sẽ được kết quả sau. X sẽ bằng pi chia 4. Ở đây ta ra là 3x chia 2 bằng pi chia 4 cộng kb. Như vậy các bạn chia 3 phần 2 qua này là thành nhân 2 phần 3. Đúng không? Đó. Như vậy thì các bạn sẽ ra kết quả gì? Như vậy ta sẽ ra là x là bằng pi chia 4. Như vậy là sẽ là pi chia 6 cộng K2pi chia 3. Được chưa? Đó. Và ở dưới này các bạn sẽ ra là x là bằng pi cộng L2pi. Đó. Với KL là thuộc z. Rồi, bây giờ các bạn sẽ biểu diễn những cái điểm này lên vòng tròn lượng giá để ta giao với điều kiện là khác KB ở đây, đúng không? À. Như vậy là x khác KB, tức là x khác cái điểm nào đây? Khác KB là K bằng 0 thì là điểm này, đúng không? À. K bằng 1 thì là điểm này. K bằng 2 thì lại quay lại điểm này rồi. Yeah. Như vậy là điều kiện của ta là x khác hai điểm này. Bây giờ ta biểu diễn nghiệm này lên vòng tròn lượng giá. Pi trên 6 là 30 độ, đúng không? 30 độ. Pi trên 6 cộng 2pi trên 3. K lần 2pi trên 3. Như vậy là pi trên 3 là 60 độ. Như vậy là cộng 120 độ, đúng không? Cộng 120 độ. Như vậy nó sẽ ra là điểm này.
Nó ra điểm này. Đây là bi trên 6. Ha. Như vậy cái nghiệm thứ nhất ta biểu diễn lên vòng tròn lượng giác thì ta sẽ ra bi trên 3 là 60 độ, như vậy là cộng 120 đúng không? 120 là ta ra đây. Đó. Đó. Rồi x bằng bi cộng L2b thì ta biểu diễn lên vòng tròn lượng giác là đây, bi cộng L2b là nó ra lại điểm này. Như vậy thì cái nghiệm này là đã bị loại rồi, đúng không? Cái nghiệm này là bị loại. Đó. Như vậy cuối cùng các bạn kết luận lại là giao với điều kiện. Thì các bạn sẽ ra phương trình của ta có nghiệm gì? Thầy biểu diễn lại cái nghiệm thứ nhất nha. Cái nghiệm thứ hai là của ta là đây rồi. Cái nghiệm thứ hai của ta là bi cộng L2b là đây. Bi cộng L2b là đây. Đúng không? À, như vậy là cái nghiệm thứ hai là x khác. Điều kiện của ta là x khác KB. Như vậy là x phải khác hai cái này. Như vậy thì cái nghiệm thứ hai của ta là nó đã bị loại rồi. Đúng không? Nghiệm thứ hai của ta bị loại rồi. Bây giờ ta biểu diễn cái nghiệm thứ nhất lên vòng tròn lượng giác. Đây là 30 độ. Pi trên 6 là 30 độ nha. Đó. Cộng 120 là ra đây. Đó. Nghiệm thứ nhất biểu diễn bằng 3 điểm này nha. Còn nghiệm thứ hai là biểu diễn bằng cái điểm này. Và cái điểm này không thỏa rồi. Như vậy các bạn giao lại thì ta sẽ ra phương trình có nghiệm là Pi trên 6 cộng K2B trên 3. Đó. Với K thuộc Z. Đó. Và đây là nghiệm của phương trình. Hoàn thành câu này các bạn được 0,5 điểm. Ta tiếp tục câu B. Các bạn sửa đề cho này lại là số 2 nhé. Thầy viết nhầm đề số 2. Đây là bắt phương trình logarit. Giải bắt phương trình này khá đơn giản, nhưng các bạn đặc biệt chú ý cơ số ha. Cơ số lớn hơn 0, bé hơn 1 thì cái giải ta giải khác, mà cơ số lớn hơn 1 là các bạn giải khác, nên các bạn phải chú ý vào đó một tí ha. Bây giờ bắt phương trình đã cho tương đương. Các bạn chưa cần điều kiện gì ở đây cả. Ta đang biến đổi, chưa cần điều kiện gì hết, đúng không? Đó, tương đương. Để giải bắt phương trình logarit thì các bạn đưa về hai vế là logarit cùng cơ số. Thế thì số 0 các bạn đưa thành logarit cơ số 1 phần 2 của máy các bạn. 1 phần 2 của 1, đúng không? Bởi vì 1 phần 2 mũ 0 thì ra 1 nha. Đó. Như vậy các bạn chú ý cơ số 1 phần 2 là lớn hơn 0 và bé hơn 1 thì hàm logarit cơ số 1 phần 2 sẽ là hàm nghịch biến. Như vậy các bạn sẽ tương đương. Ở đây các bạn đổi chiều lại nha. Đổi chiều bắt phương trình lại. Đây, nghịch biến, đổi chiều lại. Bé hơn 1. Được chưa? Và do logarit cơ số 1 phần 2 của cái logarit cơ số 2 này mà có nghĩa thì điều kiện là logarit cơ số 2 của 2 chữ x bình nó phải là số dương, cho nên các bạn kẹt vào đây. Đến bây giờ thì ta mới để điều kiện vào đây. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đưa 0 và 1 này thành logarit cơ số 2. Đó. Nhiệm vụ của ta là đưa về logarit cơ số 2. Thì 1 sẽ bằng logarit cơ số 2 của 2.
Và 0 thì sẽ bằng logarit cơ số 2 của 1. Đó. Và đến đây, các bạn là chú ý cơ số. Cơ số 2 lớn hơn 1 thì hàm logarit là đồng biến. Các bạn nhớ như thế. Thì anh này giữ nguyên chiều, nó khác với ở trên này một chút nha. Các bạn lưu ý cho thầy các bạn. Và dẫn đến là 2 trừ x bình là bé hơn 2. Đó. Và lớn hơn 1. Bây giờ giải cái hệ bắc phương trình này. Đầu tiên là các bạn giải bên phải trước. Như vậy ra đây là x bình lớn hơn 0. Nha. Sau đó ta giải phía bên trái là sẽ ra x bình bé hơn 1. Ta có x bình là luôn không âm. Cho nên x bình lớn hơn 0 là dẫn đến x khác 0 thôi là đủ. Và x bình bé hơn 1 ta sẽ dẫn đến là x từ trừ 1 lớn hơn trừ 1 và bé hơn 1. Và cuối cùng các bạn kết luận tập nghiệm của bắc phương trình đã cho là các bạn có thể ghi nghiệm dưới dạng tập hợp cũng được. Còn không các bạn ghi dưới dạng liệt kê giống như thế này cũng được, tùy thích ha. Hoàn thành câu này, các bạn sẽ hoàn thành câu số 3. Chúng ta tiếp tục câu số 4 là câu có nội dung tính tích phân. Đề bài yêu cầu ta tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 5 của 1 phần x cộng 6 căn x cộng 4 cộng 13 dx. Nhìn biểu thức trong dấu tích phân có vẻ phức tạp, nhưng bài này các bạn có thể suy nghĩ rất đơn giản. Nhìn vào ta chỉ có một con đường để ta suy luận thôi. Đó là các bạn đặt đổi biến, ta dùng phương pháp đổi biến đặt u là căn của x cộng 4. Chỉ có con đường đó. Như vậy ta thử xem. Đặt u là bằng căn x cộng 4. Như vậy các bạn suy ra u bình phương là bằng x cộng 4. Và các bạn lấy vi phân hai vế thì ta sẽ ra là 2u du bằng dx. Được chưa? Đó. Các bạn đổi biến thì ta phải nhớ đổi cặn nữa nha. Đổi cặn. Với x bằng 0 thì u bằng mấy? Thì u là bằng căn của 4 là ra 2 nha. Rồi với x bằng 5 thì các bạn sẽ tính được u là bằng 3. Rồi. Bây giờ ta sẽ biến đổi cái tích phân đó. Suy ra y sẽ bằng x từ 0 đến 5 thì tương ứng u từ 2 đến 3. Đó. Dx các bạn thay bằng 2u du. X này các bạn thay bằng u bình trừ 4. U bình trừ 4 mà cộng 3 thì ta sẽ ra là u bình cộng 9. Đúng không? Cộng 9. Đó. Và cộng 6 u. Đây là tích phân dạng phân thức mà có mẫu là tam thức bậc 2 và có nghiệm kép. Như vậy các bạn sẽ phân tích nó thành 2u du trên u cộng 3 tất cả bình. Dạng phân thức này khá quen thuộc. Các bạn sẽ phân tích 2u phần u cộng 3 bình phương thành là a phần u cộng 3 cộng b phần u cộng 3 bình. Đó. Bằng phương pháp đồng nhất thức hai vế. Tuy nhiên ở đây ta kết quả đây khá đơn giản cho nên các bạn có thể nhẩm được nha. Ta không cần phải đồng nhất thức hai vế dài dòng. Các bạn có thể nhẩm được. Nhẩm như sau. Đầu tiên là ta thêm vào máy đây các bạn. 2u cộng 3
Như vậy các bạn thêm vào 6 thì ta bớt đi 6. À. Đó, các bạn tính như thế cho nhanh, không cần phải đồng nhất thức. Rồi, bây giờ các bạn phân tích ra. Sách chia ra, cho chỗ này ta sẽ ra là 2 phần U cộng 3 trừ cho 6 phần U cộng 3 bình phương. Đây là DU nha, DU. Rồi. Như vậy thì các bạn sẽ tách ra thành hai tích phân. Tích phân của hiệu là bằng hiệu tích phân. Tích phân này các bạn sẽ tính được nguyên hàm của 1 phần U cộng 3 là ra log U cộng 3 nha. Đó. 2 nhân ra ngoài. Như vậy các bạn lấy cặn từ 2 đến 3. Đó. Và cái biểu thức này thì các bạn sẽ tính ra được là 2 log 6 trừ cho 2 log 5. Như vậy các bạn sẽ đặt 2 làm trừ số chung, ta sẽ có log 6 phần 5. Đó. Trừ nguyên hàm của 1 phần U cộng 3 bình phương sẽ là trừ 1 phần U cộng 3. Trừ với trừ này thành ra cộng rồi, đúng không? Vậy ta ra là 6 1 phần U cộng 3 từ 2 đến 3. Và thay vào các bạn sẽ tính được lại là trừ 1 phần 5. À, đó là kết quả cuối cùng của ta. Hoàn thành câu này, các bạn được 1 điểm. Chúng ta tiếp tục câu số 5. Ý A là nội dung về số phức. Cho số phức Z có dạng như thế này. Trong đó M là số thực. Và đề bài yêu cầu ta tìm M để cái số phức W bằng Z bình có module bằng 9. Như vậy, việc đầu tiên đó là các bạn đi tính cái số phức W đã. Nhớ không? Rồi, ta có W bằng Z bình. Tức là bằng M cộng 3Y chia cho 1 trừ Y bình. Bình phương của một thương thì các bạn bình phương tử chia cho bình phương mẫu. Đó. Và bình phương của M cộng 3Y các bạn tính ra là M bình cộng 3Y tất cả bình là trừ 9. Và cộng 2 lần M nhân 3Y là 6MY. Còn 1 trừ y bình thì các bạn tính ra là 1 bình cộng với y bình là ra 0, đúng không? Còn lại là trừ 2y. Chưa? Đó. Và các bạn tính tiếp. Rút gọn tiếp thì chia cho một số phức thì các bạn nhân với số phức liên hợp của nó, đúng không? Số phức liên hợp của trừ 2y là bao nhiêu các bạn? Là 2y. À, các bạn nhân vào. Các bạn rút gọn cái biểu thức này. Ở đây các bạn ra là bình phương module, còn không thì các bạn ra là trừ 4 y bình là trừ 1, như vậy chỗ này các bạn ra 4, đúng không? Đó. Chỗ này các bạn nhân phân phối vào, là ta sẽ ra là m bình trừ 9 nhân 2y cộng với lại là 12 m y bình. M y bình của ta là y bình là trừ 1, như vậy sẽ là trừ 12 m. Được chưa? Và các bạn rút gọn đi. Ta để phần thực trước, trừ 12M chia 4 là ra trừ 3M. Cộng với lại là M bình trừ 9 chia cho 2 rút với 4 là còn 2. Nhân y. Được chưa? Đó. Và theo đề bài các bạn có module
của W là bằng 9. Điều này tương đương. Mô đun của số phức là sẽ bằng căn bậc 2 của phần thực bình cộng phần ảo bình. Như vậy các bạn sẽ ra đây. Đó. Là bình lên. Bằng 9. Các bạn rút gọn cái biểu thức này. Ở đây là mẫu chung của ta sẽ là 2 bình là 4. Các bạn có 3m bình là thành trừ 3m tất cả bình là thành 9m bình nhân với 4 là ta sẽ ra à, 36m bình, đúng không? Cộng với m mũ 4 trừ cho 18m bình cộng với 9 bình phương là 81 bằng 9. Đó. Rồi các bạn có căn của 4 là ra 2, các bạn nhân 2 qua đây là thành 18 ha. À, trong này các bạn viết nó thành m mũ 4 cộng 18m bình cộng 81 và các bạn biến đổi tiếp, ta sẽ ra trong dấu căn này các bạn sẽ biến thành m bình cộng 18 là 2 nhân 9, đây 81 là 9 bình phương. Như vậy chỗ này các bạn đây là m bình cộng 9 tất cả bình bằng 18. Rồi các bạn giải ra tiếp. Chỗ này là trị tuyệt đối ha, nhưng mà vì m bình cộng 9 là không âm cho nên là ta ra luôn m bình cộng 9 bằng 18 và các bạn giải ra là m bằng cộng trừ 3 và sau đó các bạn kết luận. Vậy với m bằng cộng trừ 3 thì thỏa yêu cầu đề bài. Để làm được câu số phức này thì các bạn phải nắm được cái quy tắc nhân chia số phức. Đối với trường hợp không có tham số, các bạn có thể sử dụng máy tính. Nhưng mà bài này, đề bài cho ta như thế này, thì là các bạn phải tính trực tiếp chứ bằng tay, chứ ta không dùng máy tính được. Nhưng mà cái bài này nó yêu cầu các bạn là phải rành rẽ cộng, trừ, nhân, chia, số phức và mô đun. Thì các bạn sẽ làm được câu này. Chúng ta tiếp tục câu B. Lớp 12A có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Lớp 12B có 30 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Từ mỗi lớp ta chọn ngẫu nhiên một học sinh. Như vậy thì ta sẽ có 2 học sinh tất cả, đúng không? Và đề bài yêu cầu ta tính xác suất trong 2 học sinh chọn ra có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ. Như vậy việc đầu tiên là các bạn đặt tên cho biến cố nha. Ta gọi A và B lần lượt là biến cố học sinh chọn ra từ lớp 12A và 12B là học sinh nam. Các bạn không cần phải gọi biến cố cho việc chọn ra được học sinh nữ, bởi vì trong lớp học thì ta chỉ có hai loại học sinh thôi, đó là học sinh nam và học sinh nữ.
Như vậy là A là biến cố chọn được học sinh nam của lớp 12A, thì A ngang sẽ là biến cố chọn được học sinh nữ của lớp 12A. Đó. Và các bạn chỉ cần tính gọi một cái thôi. Bây giờ ta chú ý nè, việc chọn học sinh từ lớp 12A và lớp 12B là hoàn toàn độc lập nhau. Cho nên ở đây các bạn chắc chắn là sẽ sử dụng công thức xác suất của biến cố độc lập rồi. Nha. Bây giờ chưa hết, để tính BA thì các bạn quan sát hình vẽ sau. Lớp 12A ta có là 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Và đây là 20 nam và 15 nữ. Như vậy ta có tất cả là 35 học sinh. Chọn ra một học sinh thì xác suất để chọn được học sinh nam là bao nhiêu? À, tức là BA là bằng bao nhiêu? Bây giờ các bạn quan sát hình vẽ đây, ta có 35 học sinh, các bạn chọn ra một học sinh, như vậy là ta sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp các bạn? 35 chọn ra một, ta có tất cả là 35 trường hợp. À, à. Và số trường hợp thuận lợi để chọn được học sinh nam có 20 nam chọn ra một nam, vậy ta sẽ có 20 trường hợp tất cả. Yeah. Tương như tự như vậy, các bạn sẽ có xác suất biến cố B. Lớp 12B ta có 30 học sinh nam và 10 học sinh nữ. 30 nam và 10 nữ. Yeah. Các bạn chọn ngẫu nhiên ra một học sinh. 30 nam, 10 nữ, như vậy lớp 12B có tất cả 40 học sinh. Chọn ra một, các bạn có tất cả là 40 trường hợp tất cả. Và khả năng chọn được một nam, 30 nam lấy ra một nam, các bạn có 30 cách. Đó. Đó. Bây giờ ta sẽ xem xét cái biến cố trong hai học sinh này. Trong hai học sinh này có đúng một học sinh nam và một học sinh nữ. Như vậy thầy sẽ có những trường hợp nào các bạn? Ta sẽ có trường hợp là lớp 12A mà chọn được nam thì lớp 12B phải chọn được nữ. Còn nếu lớp 12A mà chọn được nữ thì lớp 12B phải chọn được nam, đúng không? Đó. Tức là biến cố gì đây? Lớp 12A chọn được nam là biến cố A. Đồng thời với nó, lớp 12B chọn được biến cố nữ, chọn được nữ là biến cố B ngang, đúng không? Là nữ. Hoặc là lớp 12A chọn được nữ là biến cố A ngang. Nữ là không phải nam, đúng không? Và đồng thời lớp 12B là phải chọn được nam. Đó. Như vậy thì trong hai trường hợp này thì ta sẽ có đúng một học sinh nam và một học sinh nữ. Đó. Từ đó các bạn đặt lời giải. Xác suất trong hai học sinh chọn ra có một học sinh nam và một học sinh nữ là 50%. Đó là xác suất của biến cố A B ngang hoặc là hợp A ngang B. Và các bạn chú ý, A và A ngang là hai biến cố đối lập. Đối lập thì nó sẽ xung khắc. Mà hai biến cố xung khắc thì giao với biến cố khác nó cũng sẽ xung khắc. Như vậy các bạn có A B ngang và A ngang B là hai biến cố xung khắc. Áp dụng công thức xác suất cho tổng của hai biến cố xung khắc, các bạn sẽ ra kết quả. Và do việc chọn học sinh từ lớp 12A và lớp 12B là độc lập nhau, cho nên A và B ngang là hai biến cố độc lập. Các bạn sử dụng công thức xác suất tích của tích hai biến cố độc lập, ta sẽ ra kết quả như sau. Được chưa các bạn?
Và đến đây các bạn thế số vào, được không? Đó. BA là 320 phần 35. Xác suất của B ngang thì sẽ bằng 1 trừ cho xác suất của B, tức là 1 trừ cho 30 phần 40. Cộng với BA ngang. BA ngang là 1 trừ cho BA, là 1 trừ 20 phần 35. Nhân với xác suất B là 30 phần 40. Các bạn sử dụng máy tính ta sẽ hoàn thành kết quả ở đây ha. Các kết quả ở đây thầy không rút gọn để cho các bạn nhìn rõ cái số học sinh của mỗi lớp ha. Hoàn thành câu này, ý này thì các bạn sẽ hoàn thành câu số 5. Chúng ta tiếp tục câu số 6 là một câu hỏi về hình học không gian. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông căn tại B. Vuông căn tại B. Đó. Đó. AC bằng A. SA vuông góc với đáy. SA vuông góc với đáy. Đó. Góc giữa SB và đáy bằng 60 độ. Như vậy các bạn có thể xác định ngay góc giữa SB và đáy. Đó là góc SBA. Đúng không? Đó. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC. Bài này có hai ý. Ta sẽ giải quyết ý thứ nhất, đó là tính thể tích khối chóp S.ABC. Muốn tính thể tích khối chóp S.ABC thì các bạn cần có diện tích đáy là tam giác ABC là tam giác vuông căn. Ta dễ dàng tính được AB và AC, đúng không? Đó. Rồi đường cao là SA. Một khi các bạn đã có AB, ta xác định được góc này là 60 độ rồi, thì các bạn dễ dàng tính được SA. Vậy ta bắt đầu giải quyết ý thứ nhất của bài này. Đó. Như vậy đầu tiên các bạn dễ dàng xác định được góc giữa SB và mặt ABC chính là góc SBA. Lý do là SA vuông với ABC. Như vậy các bạn dễ dàng suy ra góc giữa SB và mặt đáy ABC chính là góc SBA. Và như vậy thì góc SBA này bằng 60 độ, đúng không? Đó. SBA bằng 60 độ. Rồi, các bạn nhìn vào tam giác vuông căn ABC. Tam giác ABC vuông căn, cho nên các bạn có AC là sẽ bằng AB nhân với căn 2. Từ đó các bạn suy ra AB sẽ bằng AC chia cho căn 2. Như vậy sẽ bằng A chia căn 2. Và như thế thì nó sẽ bằng luôn AC luôn nhá. Các bạn suy ra AB bằng AC bằng A chia căn 2. Và từ đó các bạn dễ dàng tính được diện tích của tam giác ABC là bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Như vậy sẽ là 1 phần 2 A chia căn 2. Như vậy các bạn tính ra là A bình phương chia 4. Được chưa? Đó. Bây giờ ta sẽ đi tính SA. Thế thì các bạn sẽ nhìn vào trong tam giác SAB. Tam giác này vuông tại A. Lý do là SA vuông với mặt ABC. Và các bạn sẽ có là tan của góc này sẽ bằng SA chia AB. Từ đó các bạn suy ra SA sẽ bằng AB nhân với tan của 60 độ. AB các bạn thay bằng A căn 2, A phần căn 2. Tan 60 độ là bằng căn 3. Như vậy các bạn thay vào, ta sẽ ra. À, ha. Từ đó các bạn dễ dàng tính được thể tích của khối chóp S.ABC thì sẽ bằng 1 phần 3 SA là A căn 3 trên 2 nhân với diện tích tam giác ABC là A bình phương trên 4. Và các bạn tính ra là A lập căn 3
trên hầm bổ. Được chưa các bạn? Đó. Đó. AB của ta là đây là trên căn 2, đúng không? Đó. Như vậy là ta thành ra là A căn 6 trên hầm bổ. Được chưa? A căn 6 trên hầm bổ. Đó. Đơn vị thể tích. Bây giờ ta suy nghĩ tiếp ý thứ hai. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC. Các bạn cần dựng mặt phẳng chứa đường này và song song với đường kia. Mặt phẳng chứa AB và song song với SC thì ta khó dựng, đúng không? Nhưng mà mặt phẳng chứa SC và song song với AB thì các bạn có thể dễ dàng dựng được bằng cách là trong mặt phẳng ABC ta dựng một cái đoạn thẳng song song với AB. Và do tam giác ABC vuông căn tại A, như vậy các bạn sẽ có luôn cái hình vuông. Như vậy ở đây các bạn sẽ dựng hình vuông ABCD. Đây, các bạn dựng hình vuông ABCD. Như vậy bài toán trở thành tính khoảng cách giữa AB và SC, ta sẽ đưa thành tính khoảng cách giữa AB với lại mặt SCD, được không? Rồi. Như vậy thì ta sẽ suy ra AB là song song với lại CD. Và như vậy thì AB song song với SCD. Được chưa? Đó. Và như vậy thì khoảng cách giữa AB và SC ta sẽ đưa về khoảng cách giữa AB và SCD. Khoảng cách giữa AB và SCD thì các bạn sẽ đưa về khoảng cách giữa A với SCD. Đó. SCD, được chưa? Bây giờ làm sao ta dựng được cái đoạn vuông góc từ A đến SCD đây các bạn? Ta có CD vuông với AD do ta dựng hình vuông đây. CD vuông với SA. Như vậy CD sẽ vuông với mặt SAD. Được chưa các bạn? Đó. Vậy ta có CD vuông với AD. CD vuông với SA. Ở đây CD vuông S với SA là do SA vuông với mặt ABCD rồi. Và từ đó các bạn suy ra CD vuông với mặt SAD. Và CD vuông với mặt SAD thì cái mặt phẳng chứa CD đó là mặt SCD. Nó cũng sẽ vuông với mặt SAD. Được chưa? Đó. Mà hai mặt phẳng này giao nhau là bằng SD. Mà SCD giao với SAD là bằng SD. Ta sử dụng tính chắc hai mặt phẳng vuông góc với nhau, đường nào nằm trong mặt này vuông với giao tuyến thì sẽ vuông với mặt kia. Cho nên ta chỉ cần hạ AH vuông với SD tại H. Ta hạ AH vuông với SD tại H. Thì điều gì xảy ra đây các bạn? Thì điều gì xảy ra? Thì AH sẽ vuông với SCD. Và như vậy thì suy ra khoảng cách từ A đến SCD chính là bằng AH. Như vậy tính được AH, ta sẽ tính được khoảng cách AB và SC. Được chưa? À, bây giờ tính AH thì các bạn sử dụng trong tam giác vuông SAD. AD của ta là bằng với BC. Và như vậy thì sẽ bằng A chia căn 2. Còn SA của ta là đã bằng
a căn 3 chia căn 2 rồi, đúng không? À. Rồi các bạn tính được AH dễ dàng. Ta sẽ sử dụng 1 phần AH bình phương bằng 1 phần SA bình phương cộng 1 phần AD bình phương. Hoặc là các bạn có thể dùng định lý Pythagore để ta tính SD, và sau đó các bạn dùng hệ thức AH nhân SD bằng SA nhân AD cũng được nhé. Rồi, vậy các bạn tính ra 1 phần SA bình phương. SA bình phương của ta là A 3A bình chia 2. 1 phần SA bình phương sẽ là 2 phần 3A bình cộng với lại 1 phần AD bình phương. AD đâu rồi? AD của ta là đây. Và các bạn tính ra là 2 phần A bình phương. Và các bạn quy đồng biểu thức này thì ta sẽ có là đây. Là 3 lần 2 là 6, nhưng mà đây là 7. Được chưa các bạn? Và từ đó các bạn suy ra AH là sẽ bằng A căn 3 chia căn 7. Được không? Ta kiểm tra lại nha. SA là A căn 3 chia 2. Bình phương là 3A bình chia 2. Nghịch đảo là 2 phần 3A bình. Còn AD, AD thì bằng BC. Và ở đây là BC nhá, ở đây BC nhá các bạn. AB bằng với BC và bằng A phần căn 2. Như vậy nghịch bình phương lên là A bình phần 2, nghịch đảo lại là 2 phần A bình. Như vậy các bạn ra đây là, ở đây là 8, đúng không? À, 8 bằng. Như vậy đây ta ra là căn 8. Được chưa? À, và các bạn quy đồng lên. Các bạn chụp căn ở mẫu thì ta sẽ ra là A căn 24 phần 8. Và các bạn rút gọn đi thì ta sẽ ra là A căn 6 phần 4. Đó. Như vậy là hoàn thành câu này, các bạn được 1 điểm. Chúng ta quay trở lại câu hình học không gian với ý thứ hai, đó là khoảng cách giữa AB và SC. Thế thì đối với một số bạn và cũng trong một vài tình huống thì không phải lúc nào ta cũng có thể dựng được cái mặt phẳng song song như thế. Thế thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách khác để ta tính cái khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC trong trường hợp các bạn không thể dựng được hình. Đó là phương pháp tọa độ hóa. Ta sẽ đặt cái khối chóp SABC vào một cái hệ tọa độ OXYZ. Bây giờ ta sẽ chọn cái hệ tọa độ nó như thế nào đây các bạn. Thường là ta sẽ chọn SA làm trục OZ, nhưng ở đây góc A không vuông. Như vậy là việc xác định tọa độ các điểm sẽ rất khó. Và đây thầy sẽ chọn cái hệ tọa độ là với góc tọa độ là B nhá. Góc tọa độ là B. BA là thầy chọn làm OX và BC thầy chọn làm OA, và cái OZ của ta sẽ là tia thẳng đứng lên như thế này nha. Và các bạn sẽ dựng BZ, ta chỉ cần dựng BZ song song với SA thì do SA vuông với ABC thì BZ nó sẽ vuông với mặt ABC, và chỗ này ta sẽ có góc vuông chỗ này, được chưa? Đó. Như vậy việc đầu tiên đó là các bạn dựng BZ song song với SA, và ta sẽ đặt cái hình chóp S.ABC vào hệ tọa độ
Thì tọa độ ở đây là B, góc tọa độ là B, X, Y, Z như hình vẽ. Đó. Ở đây để cho tiện tính toán thì các bạn sẽ chọn đơn vị, ta không chọn đơn vị là 1 mà các bạn sẽ chọn đơn vị là A. Đó. Với độ dài vector Y bằng độ dài vector Y bằng độ dài vector K. Vector đơn vị của ta sẽ có đơn vị là A. Đó. Và như vậy thì từ đó các bạn sẽ suy ra. Thứ nhất là tọa độ B. Tọa độ B là 0, 0, 0. Được chưa? Đó. Thứ hai là tọa độ A. A nằm trên OX. A nằm trên OX. Như vậy là thành phần Y và Z là bằng 0. Được chưa? AB bằng A phần căn 2. Như vậy cái x của A là 1 phần căn 2. Vì đơn vị của ta là A. Các bạn lưu ý nha. Đơn vị của ta là A. Rồi điểm S. Tọa độ của điểm S. S nằm trong mặt phẳng XBZ. Như vậy thành phần Y của nó là bằng 0. Đúng không? À. X của S thì sẽ là bằng x của A, vậy là 1 phần căn 2. Và y của S là 0. Và Z của S chính là bằng A căn 3 chia 2. Nhưng mà do ta chọn đơn vị là A cho nên tọa độ của nó chỉ là căn 3 trên căn 2 thôi. Đúng không? Đó. Tương tự như thế cho C. C nằm trên OY. C nằm trên OY thì thành phần X bằng 0 và thành phần Z là bằng 0. Và các bạn có thành phần Y của nó chính là đoạn BC này là A phần căn 2. Như vậy là tung độ là 1 phần căn 2. Được chưa các bạn? Đó. Như vậy bài toán trở thành tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC mà các bạn có thể tìm được vector chỉ phương của từng cái nhé. Như vậy thì đường thẳng AB nó sẽ có vector chỉ phương A. Ta đặt là A cho giống công thức. Thì cái A này, AB này là nằm trên OX. Như vậy vector chỉ phương của nó ta chọn là vector Y, vector đơn vị của trục OX là 1, 0, 0. Và đường thẳng SC, thì nó có vector chỉ phương là vector SC luôn. Các bạn tính SC. SC đó là tọa độ điểm sau trừ cho tọa độ điểm trước tương ứng 0 trừ, như vậy là trừ 1 phần căn 2. 1 phần căn 2. Và đây là trừ căn 3 chia căn 2. Và các bạn có thể chọn lại cái vector chỉ phương đơn giản hơn. Chọn lại vector chỉ phương cho đường thẳng SC là vector B. Thì các bạn rút cái căn 2 này đi. Ở này nó cùng phương với vector B này. Và đổi dấu luôn nha. Là 1 trừ 1 và căn 3. Rồi từ đó các bạn sẽ tính được tích có hướng của AB. Tích có hướng của hai vector A và B. Thì ta dùng công thức tích có hướng thì ta sẽ ra. Đây là 0 nhân căn 3 trừ, như vậy thành phần thứ nhất là 0. Thành phần thứ hai là 1 nhân căn 3 trừ 1 nhân 0 là căn 3, đổi dấu như vậy là trừ căn 3. Và thành phần thứ ba là 1 nhân trừ 1 trừ cho 1 nhân 0, vậy là trừ 1. Rồi. Bây giờ các bạn tính cái vector
nối một điểm trên AB với một điểm trên SC. Đó là ta lấy là vector BC. Thì tọa độ của vector BC thì sẽ bằng tọa độ của điểm B. Đó. 0, 1 bằng căn 2, 0. Và từ đó các bạn suy ra khoảng cách giữa AB và SC. Thì các bạn áp dụng công thức khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong hình học giải tích vào. Ta sẽ ra là tích hỗn tạp AB với BC. Rồi trị tuyệt đối chia cho độ dài của tích có hướng AB. Và các bạn áp công thức vào thì các bạn cũng tính ra kết quả là căn 6 phần 4. Đơn vị độ dài. Đơn vị độ dài đây là đơn vị theo trục mà ta thiết lập ở đây. Tức là mỗi đơn vị có độ dài là A. Như vậy thì từ đó các bạn suy ra khoảng cách AB với SC thì nó sẽ bằng A căn 6 trên 4. Đó. Như vậy đây là một cái cách khác. Để đề phòng trường hợp các bạn không thể dựng được cái mặt phẳng chứa SC và song song với AB. Đó. Thì lúc đó ta sẽ đặt nó vào cái hệ tọa độ và sử dụng công thức của hình học giải tích để tính toán. Chúng ta tiếp tục câu số 7. Trong không gian OXYZ cho tam giác ABC đã biết tọa độ điểm A và tọa độ điểm B. Biết tọa độ điểm A, biết tọa độ điểm B. Trực tâm của tam giác ABC là H, biết tọa độ H. Trực tâm là giao điểm của ba đường cao. Ở đây thầy chỉ vẽ hai đường cao là được rồi nha. Viết phương trình đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt ABC. Như vậy các bạn suy luận như sau. Muốn viết được phương trình đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt ABC thì các bạn cần có tọa độ điểm C và cần có chỉ phương của đường thẳng đó. Đúng không? Chỉ phương của đường thẳng đi qua C và vuông góc đó với mặt phẳng ABC đó. Mà chỉ phương của cái đường thẳng này chính là pháp tuyến của cái mặt phẳng ABC. Mặt phẳng này các bạn đã biết trước 3 điểm rồi. Như vậy ta dễ dàng tính được vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC. Chính là tích có hướng của hai vector AH và AB. Đã. Như vậy trước hết các bạn đi tính cái tích có hướng đó đã. Đầu tiên các bạn tính tọa độ vector AB. Tọa độ vector AB lấy tọa độ điểm sau trừ cho tọa độ điểm trước tương ứng. Các bạn ra là 1, 2, 2. Rồi các bạn tính vector AH. Vector AH. Lấy sau trừ trước tương ứng. Trừ 7 phần 5 trừ 1 là trừ 12 phần 5. 6 phần 5 trừ cho 2 là trừ cho 10 phần 5 là thành trừ 4 phần 5. Và 3 trừ 3 là 0. Rồi từ đó các bạn tính ra tích có hướng của AB và AH. Thì thành phần thứ nhất đó là 2 nhân 0 trừ cho trừ 4 phần 5 nhân 2. Như vậy ta sẽ ra là trừ 8 phần 5. Thành phần thứ hai 1 nhân 0 trừ cho trừ 15 phần 5 nhân 2. Ở đây là 12 đúng không? 12 phần 5. Đó. Trừ 12 phần 5. Như vậy thành phần thứ hai là các bạn lấy 1 nhân 0 trừ cho trừ 12 phần 5 nhân với 2. Như vậy ta sẽ ra là 24 phần 5 thêm dấu trừ vô là trừ 24 phần 5. Và thành phần thứ ba là ta tính ra là trừ 4 phần 5. 1 nhân với trừ 4 phần 5 trừ cho trừ 12 phần 5 nhân 2. Như vậy các bạn sẽ ra là 20 phần 5.
Được chưa? Bây giờ ta kiểm tra lại nha. Ta kiểm tra lại. Thành phần thứ nhất là 2 nhân 0 trừ cho trừ 4 phần 5 nhân 2. Như vậy ta ra là 8 phần 5. Đúng không? 8 phần 5. Rồi. 8 phần 5. Rồi. Như vậy thì các bạn thấy là cái vector này khá là phức tạp. Bây giờ ta chọn một cái vector cùng phương với nó. Thì cái vector đó nó cùng phương với vector nào các bạn? Cùng phương với vector. Vector này ta đặt là vector A, vector N đây. Đó. Vector N. Thì các bạn bỏ số 5 này đi. Nhân 5 lên là mắc số 5. Và sau đó các bạn chia cho 4 thì ta sẽ ra là 2 trừ 6 5. Đó. Như vậy thì cái vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC là nó sẽ có tọa độ là 2 trừ 6 5. Được chưa? Đó. Bây giờ làm sao ta tìm được tọa độ điểm C đây các bạn? Các bạn tọa độ điểm C thì ta sẽ cần các phương trình sau. Thứ nhất là ta có C nằm trên cái mặt phẳng ABC. Mặt phẳng ABC này qua 3 điểm ABH, đúng không? Ta sẽ viết được và ta sẽ ra một phương trình. Thứ hai là CH vuông với AB, các bạn có một phương trình nữa. Và thứ ba là AH vuông với BC, thì ta sẽ có thêm một phương trình nữa là 3 phương trình. Từ đó các bạn sẽ tìm được điểm C. Đó. Bước tiếp theo là các bạn sẽ viết phương trình mặt phẳng ABC. Phương trình mặt phẳng ABC này, mặt phẳng ABC sẽ có vector pháp tuyến là N 2 trừ 6 5 và qua điểm A. Như vậy phương trình của nó sẽ có dạng như sau: 2 x trừ 1 trừ 6 y trừ 2 cộng 5 z trừ 3 bằng 0. Như vậy các bạn lần ra rút gọn đi, nhân vào rút gọn ta sẽ ra là 2 x trừ 6 y cộng 5 z trừ 2 cộng 12 là 10, 10 trừ 15 là trừ 5, được chưa? Bằng 0. Đó. Rồi ta có muốn tìm tọa độ điểm C thì các bạn gọi C là có tọa độ là x0, y0, z0. Và như lúc nãy phân tích thì các bạn viết cho được ba cái phương trình đó ra là ta sẽ giải, ta sẽ đạt được C nha. Phương trình thứ nhất là C thuộc mặt phẳng ABC. Như vậy các bạn sẽ suy ra là 2x0 trừ 6y0 cộng 5z0 trừ 5 bằng 0. Đây là phương trình thứ nhất nha. Bây giờ ta sẽ tính tiếp là HC vuông với vector AB. Vector AB ta đã có đây rồi. Như vậy các bạn cần tính vector HC nữa. Đó. Tọa độ HC là x0 cộng 7 phần 5 y0 trừ 6 phần 5 z0 trừ 3. Và các bạn có HC vuông góc với AB, đúng không? HC vuông góc với AB. Thì các bạn dẫn đến là tích vô hướng của hai vector này là nó bằng 0. Đó. Và từ đây các bạn sẽ dẫn đến phương trình đó là x0 cộng 2y0 cộng 2z0 trừ 7 bằng 0. Đây là phương trình thứ hai, được chưa? Đó. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng tiếp một cái giả thiết nữa là AH vuông góc với BC. Vector AH ta đã tính ở bên này rồi. Bây giờ các bạn sẽ tính vector BC. Vector BC thì sẽ bằng x0 trừ 2. B là 2, 4, 5. Đúng không? 2, 4, 5. Đó. X trừ 2. Y0 trừ 4. Và Z0 trừ 5.
Và các bạn tương tự như thế, ta sẽ có là HC vuông góc với AB. Đó, HC vuông góc với AB. HC vuông góc AB ta đã làm đây rồi. Bây giờ ta có là BC vuông với AH. Thì các bạn dẫn đến là tích vô hướng của BC với vector AH là nó bằng số 0. Và từ đây các bạn sẽ dẫn đến phương trình thứ 3. Đó là 3x0 cộng y0 bằng 1. Đúng không? Bằng 10. À, bằng 10. Đây là phương trình thứ 3. Và các bạn giải cái hệ 1, 2 và 3. Thì các bạn sẽ có x0. Đây là hệ 3 phương trình, 3 ẩn, hệ bậc nhất thôi. Các bạn chuyển số qua bên phải và ta nhập số liệu vào máy tính thì kết quả sẽ là 3, 1, 1. Đúng không? Và như vậy thì các bạn sẽ dẫn đến C là 3, 1, 1. À. Như vậy thì đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng ABC thì vector chỉ phương của nó sẽ là, ta chọn là vector pháp tuyến của mặt phẳng ABC là 2 - 6, 5. Như vậy các bạn sẽ ra luôn đó là x - 3 phần 2, y - 1 phần -6 và z - 1 phần 5. Đó. Đó. Như vậy là ta đã hoàn thành câu số 7. Chúng ta tiếp tục câu số 8. Trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC có đường trung tuyến kẻ từ A là đi qua điểm 1, 4. Đi qua điểm 1, 4. À. Đường thẳng AB có phương trình x - 2y - 3 bằng 0. Đường thẳng AC có phương trình 3x - 2y - 1 bằng 0. Và đường thẳng BC đi qua điểm -3, 1. Điểm này ta gọi là điểm N. À. Và đề bài yêu cầu ta tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Như vậy quan sát hình vẽ thì các bạn thấy là ta tìm ngay được tọa độ điểm A rồi. A là giao điểm của AB và AC. Cho nên nó là nghiệm của cái hệ phương trình gồm phương trình này với phương trình này. Được chưa? Như vậy việc đầu tiên là các bạn tìm A trước nha. Đó. Tọa độ A là nghiệm hệ phương trình phương trình thứ nhất là phương trình của đường thẳng AB x - 2y - 3 bằng 0. Phương trình thứ hai là phương trình của đường thẳng AC 3x - 2y - 1 bằng 0. Các bạn bấm máy tính. Trước khi bấm tính các bạn nhớ chuyển -3 qua đây, chuyển số qua đây nha. Thì kết quả của ta sẽ là x bằng 1 và y bằng 1. Như vậy các bạn suy ra tọa độ A là 1, 1. À, 1, 1. Như vậy các bạn thấy là cái đường trung tuyến á là hạ từ A là đi qua điểm A và đi qua điểm này. Như vậy các bạn sẽ viết được cái phương trình đường trung tuyến đó, đúng không? Đó. Bây giờ để cho tiện trình bày thì các bạn gọi gì? Gọi M là trung điểm của BC đi. Và ta gọi cái điểm 1, 4 này là điểm E đi, đúng không? Đó. Và E 1, 4. Còn cái điểm -3, 1 này là N. Như vậy đường thẳng AM sẽ có phương trình gì các bạn? Phương trình đường thẳng AM. Đường trung tuyến đó
nha, đường trung tuyến AM, ta nhấn mạnh nha, đường trung tuyến AM. Thì các bạn quan sát thấy là hoành độ điểm A và hoành độ điểm E là bằng 1 cả. Như vậy cái đường thẳng đó chính là đường x bằng 1. Như vậy các bạn chuyển vé là ta sẽ ra x trừ 1 bằng 0. Và cái nhận xét đó giúp các bạn viết phương trình này rất nhanh nha. Đó. Bây giờ ta sẽ phân tích tiếp làm sao ta tìm được B và C. Các bạn có phương trình đường AB rồi. B thuộc đường thẳng này. Như vậy ta rõ ràng ta suy được tọa độ của điểm B theo một tham số. Nha. Rồi tương tự như thế, ta sẽ tìm được tọa độ của điểm C theo một tham số thôi nha. Và M là trung điểm BC, để các bạn tìm được tọa độ M theo hai tham số này. Và sau đó các bạn thế tọa độ điểm M vào cái phương trình đường thẳng AM, thì ta sẽ ra cái quan hệ giữa hai tham số đó. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng tiếp là BC này đi qua N. Tức là ta sẽ lấy hai vector BC và NC là cùng phương, thì các bạn sẽ ra được giá trị của tham số của điểm B và giá trị tham số của điểm C. Nha. Và việc tiếp theo. Thế thì trước khi mà lấy tọa độ điểm B á, thì các bạn chuyển cái phương trình đường AB thành ra dạng tham số. Phương trình tham số của đường thẳng AB. Các bạn chuyển rất nhanh bởi vì ta có điểm A là 1, 1 rồi, đúng không? Đó. Và vector pháp tuyến của đường thẳng này là 1, 2. Như vậy các bạn đổi vị trí thêm một dấu trừ thì ta sẽ ra vector chỉ phương. Đó, vậy là x, y này sẽ là 1, 1. Và chỗ này sẽ là đổi vị trí là 2, 1. Các bạn thêm dấu trừ bên phía trước là thành trừ 2, 1. T, được chưa? Đó. Rồi tương tự như thế, các bạn viết phương trình tham số của đường thẳng AC. Qua A 1, 1. Pháp tuyến là 3 trừ 2. Đổi vị trí là trừ 2, 3 thêm dấu trừ vào là thành 2, 3. Đúng không? 2T cộng 3T. Được chưa? Đó. Các bạn lưu ý là ta vẫn còn một cái cách nữa để lấy tọa độ điểm thuộc cái đường thẳng cho trước. Trong một số những cái đề trước ta giải á, thì thường là muốn lấy cái điểm mà nằm trên đường 2x cộng 2y trừ 3 bằng 0 á. Ví dụ như thế, thì thầy có thể đặt trước một cái tung độ. Ví dụ đây đã đặt trước tung độ là B. Thì hoành độ của ta sẽ là mấy đây các bạn? Sẽ là 3 trừ 2y, tức là 3 trừ 2b. Đó. Đây là ta trình bày một cái cách khác mà ta đưa về phương trình tham số nha. Đó. Rồi, từ đó các bạn sẽ lấy được tọa độ B và C. B thuộc đường AB. Như vậy thì ta suy ra tọa độ B là nó có dạng tham số như thế này. Đó. 1 trừ 2T, 1 trừ T. Tương ứng như thế, C thuộc đường AC. Thì ta suy ra tọa độ C. Ở đây ta không lấy lại chữ T nữa, các bạn sử dụng một cái chữ khác đó là T phẩy đi. 1 cộng 2 T phẩy. Đây là 1 cộng 3 T phẩy. Với T, T phẩy là thuộc R. Đó. Rồi từ đó các bạn sẽ tính được tọa độ trung điểm M. Đó. Từ đó ta suy ra tọa độ điểm M. M là trung điểm của BC, như vậy XM sẽ là XB cộng XC chia 2. Như vậy ta sẽ ra là 1 trừ T cộng T phẩy. IM, IB cộng IC chia 2. Như vậy là 1 trừ T chia 2 cộng 3 phần 2 T phải. Được chưa?
Ở đây ta xem lại cái phương trình của đường thẳng AB nè. Đây là pháp tuyến là 1, 2. Pháp tuyến là 1, 2. Ta đổi vị trí là 2, 1 và thêm dấu trừ. Đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là dấu cộng ha. Chỗ này dấu cộng. Đó. Và chỗ này ta có là dấu cộng. Như vậy chỗ này của ta đây là dấu cộng. Đó. Bây giờ M thuộc đường AM. Như vậy ta suy ra thế tọa độ điểm M này vào đường AM, phương trình đường AM thì ta sẽ có là 1 trừ T cộng T phẩy trừ 1 bằng 0. Và các bạn dẫn đến là T phẩy là bằng T. Đó. Sau khi có T phẩy bằng T rồi thì các bạn sẽ thế cái T phẩy này vào tọa độ điểm C thì ta sẽ ra tọa độ C theo T luôn, đúng không? Vậy các bạn suy ra C là 1 cộng 2T và 1 cộng 3T. Đó. Bây giờ ta sẽ đi tìm T dựa vào cái quan hệ là vector BC cùng phương với vector NC. Đó. Như vậy thì ta có vector BC là bằng gì? Vector BC là lấy tọa độ C trừ cho tọa độ B. Như vậy là ra 4T. Đây ra là 2T. Rồi vector NC. Vector NC. Đây là 2T cộng 1 trừ cho trừ 3 là thành cộng 4. 1 cộng 3T trừ cho 1, vậy là ra 3T. Và ta có là BC, NC cùng phương. Cho nên các bạn dẫn đến là 4T nhân 3T trừ cho 2T nhân với 2T cộng 4 bằng 0. Được chưa? Và giải cái phương trình này, các bạn sẽ ra được là thứ nhất là T bằng 0. Đó. Và thứ hai là T bằng 1. Với T bằng 0 thì các bạn suy ra được điều gì? Với T bằng 0 thì các bạn ra tọa độ B là 1, 1. Và tọa độ C là cũng 1, 1. Như vậy các bạn suy ra B với C trùng nhau. Được chưa? Như vậy đây là vô lý rồi. Loại. Trường hợp này ta loại. Đó. Rồi với T bằng 1. Các bạn suy ra tọa độ B là gì? Tọa độ B là thay T bằng 1 và như vậy ta sẽ ra là trừ 1 bằng 2. Và C sẽ là 3, 4. Như vậy các bạn đã tìm được tọa độ A, tọa độ B và tọa độ C. Như vậy ta đã hoàn thành câu số 8. Chúng ta tiếp tục câu số 9. Giải hệ phương trình. Phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai. Việc đầu tiên các bạn quan sát hai cái phương trình này thật kỹ ha. Và ta thấy là ta không thể nào là xuất phát từ phương trình thứ nhất hay phương trình thứ hai để ta bình phương lên cho mắt dấu căn được. Biểu thức khá là phức tạp nha. Như vậy là trước hết là ta xem thử là phân tích cái bên trong dấu căn của phương trình thứ nhất này là có ra được thừa số hay không. Như vậy là ta biến đổi hệ phương trình sang như sau. Hệ phương trình đã cho tương đương như vậy thì ta sẽ biến cái xy cộng x trừ y bình bằng y này
xem thử nó có thành thừa số được không. Thế là các bạn nhóm hai cái số hạng đầu tiên này lại, đặt x ra thì ta có y cộng 1 đúng không? Rồi ta nhóm hai cái số hạng này, ta đặt trừ y ra thì ta sẽ có y cộng 1. Và các bạn đặt y cộng 1 ra làm thừa số chung thì ta sẽ ra được nhân tử ở đây, đúng không? Như vậy các bạn biến như sau. 3 căn x trừ y nhân với y cộng 1, được chưa? Rồi. Và như vậy từ đó, từ cái việc phân tích đó, nó gợi ý cho ta tách cái 5y này ra đó. Tách 5y này thành ra là y cộng 4y, chuyển qua đây là ta trừ y đó. Ta để vào đây, các bạn sẽ có x trừ y đó. Rồi còn đây là 4y cộng 1, 4y cộng 4, ta đặt 4 ra thì ta có y cộng 1, và các bạn chuyển vế luôn, vậy ta ra là y cộng 1 bằng 0 đó. Như vậy là phương trình thứ nhất là ta có thể quan sát thấy một cái dạng rất quen thuộc rồi, đúng không? Phương trình thứ hai các bạn viết lại. Được chưa? Bây giờ ta sẽ biến đổi cái phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai. Trước khi làm cái công việc đó thì các bạn đặt điều kiện để xem thử là ta có thừa số này x trừ y có lớn hơn không, hay là y cộng 1 có lớn hơn không, để mình tách ra nhé. Như vậy việc đầu tiên là các bạn đặt điều kiện. Điều kiện thì căn này có nghĩa thì ta có là x trừ y nhân với y cộng 1 là lớn hơn bằng 0. Rồi căn thức này có nghĩa thì ta sẽ có là 4y bình trừ x trừ 2 lớn hơn bằng 0. Và căn thức này có nghĩa thì y trừ 1 lớn bằng 0. Như vậy ta ra là y lớn hơn bằng 1. Và các bạn thấy là với y lớn hơn bằng 1 á, thì y cộng 1 sẽ lớn hơn 0. Đúng không? Y cộng 1 lớn hơn 0 thì ta dẫn tới x trừ y sẽ lớn hơn bằng 0. Như vậy các bạn sẽ rút gọn cái điều kiện này lại một tí. X trừ y lớn hơn bằng 0. Và y lớn hơn bằng 1. Như vậy thì dựa vào điều kiện này các bạn thấy ngay là hai thừa số x trừ y là và y cộng 1 là không âm rồi. Như vậy các bạn có thể tách nó ra thành căn thức được nhé. Đó. Như vậy việc đầu tiên là ta biến đổi phương trình số 1. Thế thì dạng này khá là quen thuộc. Các bạn nhớ là cái dạng A bình phương cộng AB cộng B bình phương, đúng không? Đó. Việc phân tích cái có hệ số ở đây nữa nhé. Đó. Phân tích cái anh này thành thừa số là trong các đề trước là thầy đã hướng dẫn các bạn rồi. Thế bây giờ ta sẽ viết nó lại như thế này. Đó. 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 Như vậy thì các bạn có A là căn x trừ y, B là căn y cộng 1, thì các bạn sẽ có là A bình cộng 3AB trừ 4B bình, đúng nhé. Đó. Và các bạn phân tích cái đầu tiên là các bạn phân tích cái 3A trừ 4B này, 4 trừ 4 này thành nhân tử cái đã. Cái anh này ta phân tích thành nhân tử là ra cái gì các bạn? Này ta phân tích thành nhân tử là ra A trừ 1. Cái này có hai nghiệm là 1 với lại là trừ 4. Vậy là A cộng 4, đúng không? Thế thì cái anh này nó sẽ được phân tích thành là A trừ B nhân với A cộng 4B. Đó. Đó. Cái này nó sẽ được phân tích thành đây. Như vậy sử dụng cái đó các bạn sẽ phân tích nhanh chóng. Căn x trừ y trừ căn y cộng 1 căn x trừ y cộng 4 căn y cộng 1 bằng 0. Được chưa? Đó. Ta đưa về phương trình tích rồi. Rồi dẫn đến từng thừa số bằng 0. Thừa số thứ nhất bằng 0 ta chuyển vế luôn. Đó. Đó.
Thừa số thứ hai bằng 0. Thì các bạn thấy là phương trình này liệu có nghiệm không? Với y lớn hơn bằng 1 thì căn 4 y cộng 1 này là lớn hẳn hơn 0 rồi. Cộng với anh này lớn bằng 0. Như vậy rõ ràng phương trình này vô nghiệm đúng không? Đó. Vô nghiệm. Vô nghiệm với cái điều kiện sao ở đây. Đó. Điều kiện này ta đặt là điều kiện sao. Vô nghiệm với điều kiện sao. Và như vậy thì ta chỉ còn phương trình trên. Bình phương hai vế của phương trình này và chuyển vế trừ y qua đây, các bạn sẽ có là x bằng 2y cộng 1. Các bạn đánh số phương trình này là phương trình 3. Bây giờ ta đã có một cái biểu thức x theo y rồi. Các bạn thế 3 vào 2 thì ta sẽ biến tiếp cái phương trình đó. Thế 3 vào 2. Các bạn thế vào, ta sẽ có là 4y bình trừ x là trừ 2y trừ 1. Như vậy là thành ra là trừ 2y trừ 3 cộng với căn y trừ 1 bằng x là 2y cộng 1 trừ 1 nữa là thành 2y. Nếu các bạn để nguyên như thế này mà bình phương hai vế thì lát nữa các bạn sẽ có hai lần căn này nhân với căn này rồi lại bình phương lần nữa, các bạn sẽ ra phương trình bậc 6 lần, rất khó giải. Vậy ta sẽ chuyển bớt cái căn này qua bên phải ha. Rồi sau đó các bạn hẳn bình phương lên thì ta sẽ được phương trình đơn giản hơn, sẽ bằng 2y trừ căn y trừ 1. Và đến đây thì ta biến đổi cái phương trình này. Đó. Vế trái là không âm rồi. Như vậy để phương trình có nghiệm thì vế phải phải không âm. Và khi đó bình phương hai vế của phương trình này lên thì ta sẽ có phương trình sau. Các bạn bình phương lên. Đây là 4y bình trừ 4y căn y trừ 1 cộng với y trừ 1. Được chưa các bạn? Rồi, ta sẽ biến tiếp cái hệ phương trình này. Điều kiện này các bạn không cần giải, lát ta thế vào và kiểm tra thôi. Đó. 4y bình với 4y bình đây là rút gọn rồi. Đó. Các bạn chuyển vế này qua là ta sẽ ra là 4y căn y trừ 1 bằng em trừ 2y này qua đây là 3y cộng 3 đây là hình là cộng 2. Được chưa các bạn? Được. Rồi đến đây ta lại bình phương tiếp hai vế của phương trình này nữa nha. Thì với cái điều kiện y lớn hơn bằng 1 bên kia thì rõ ràng hai vế của phương trình này là không âm. Hai vế đều không âm. Cho nên các bạn sẽ bình phương lên một lần nữa. Bình phương lên ta sẽ ra là 16 y bình nhân với y trừ 1. Bên này bình phương lên các bạn sẽ ra là 9y bình cộng 12y cộng 4. Chưa? Và phương trình này là phương trình bậc 3. Sau khi các bạn rút gọn và phương trình bậc 3 này, các bạn sẽ giải ra được là y bằng 2. Và các bạn kiểm tra lại liệu y bằng 2 có thỏa điều kiện này không? 2 x 2 là 4, trừ cho 1 lớn hơn 0. Đúng rồi, như vậy ra y bằng 2. Và các bạn thế y bằng 2 vào 3, thì ta sẽ suy ra x là bằng 5. Và các bạn kiểm tra lại là với x bằng 5 và y bằng 2,
với x bằng 5, y bằng 2 thì cái điều kiện này có được thỏa không? Nha. Thì rõ ràng là ta thấy thỏa rồi. Thỏa điều kiện sao? Rồi, cuối cùng các bạn kết luận. Vậy hệ phương trình có một nghiệm, đó là x bằng 5 và y bằng 2. Được chưa? Đó. Như vậy là ta đã hoàn thành câu số 9. Chúng ta tiếp tục câu số 10 của đề 9. Cho ABC là các số thực dương thỏa A cộng B cộng C bằng 6. Thì bài yêu cầu ta tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B bằng 1 cộng 1 phần A lập nhân với 1 cộng 1 phần B lập nhân với 1 phần 1 cộng C lập. Thế thì để đơn giản cái biểu thức B này thì các bạn có thể đặt 1 phần A là bằng x. Đó. Thì ta có thể làm đơn giản biểu thức B này lại. Đó. Vậy việc đầu tiên là các bạn đặt x bằng 1 phần A, y bằng 1 phần B và z bằng 1 phần C. Yeah. Trong những đề trước các bạn cũng có gặp một bài là ta đặt như thế này. Yeah. Thế thì từ điều kiện của bài toán đó là ABC là các số thực dương và A cộng B cộng C bằng 6 thì ta suy ra từ điều kiện của đề bài suy ra ABC là các số thực dương thì x, y, z cũng sẽ là các số thực dương. X, y, z là lớn hơn 0. Và do A cộng B cộng C bằng 6. Như vậy từ đây ta rút ra là A sẽ bằng 1 phần x, B sẽ bằng 1 phần y và C bằng 1 phần z. Thì các bạn thay vào đây thì ta cũng sẽ có là 1 phần x cộng 1 phần y cộng 1 phần z bằng 6. Được chưa? À. Như vậy thì khi đó biểu thức B nó sẽ bằng như vậy là 1 phần A các bạn viết thành là x. Như vậy đây sẽ là 1 cộng x lập phương cộng nhân với 1 cộng y lập phương nhân với 1 cộng z lập phương. Đó, như vậy qua cái việc đặt như thế thì cái biểu thức B nó đơn giản hóa lại nha. Như vậy thì bây giờ các bạn nhân phân phối vào. Và nhân phân phối vào thì ta sẽ có kết quả sau đây. Thứ nhất là x lập. Đây giao hoán và nhóm lại luôn nha, cộng y lập cộng z lập. Đó. Và x lập nhân y lập nhân 1 nha. Chúng ta sẽ có là x lập y lập tương tự như thế cộng y lập z lập cộng z lập x lập nha. Rồi x lập y lập z lập có cái số hạng đó nữa nha. Rồi 1 nhân 1 nhân 1 đây là 1 nha. Như vậy các bạn lưu ý là nhân 3 cái số hạng này lại thì ta sẽ có tất cả là 8 cái số hạng nha. Rồi. Đó. Các bạn nhân ngồi nháp, ta sẽ kiểm tra lại kết quả cho bạn. Bây giờ áp dụng bắt đẳng thức Cauchy thì ta sẽ có điều gì? Áp dụng bắt đẳng thức Cauchy cho 3 số dương x lập, y lập, z lập thì ta có đây là chia 3 là nhân 3 qua đây luôn nha. Căn bậc 3 của x lập, y lập, z lập và kết quả này sẽ ra là 3 lần x, y, z. Được chưa? Ta Cauchy tiếp cho 3 số này nữa nha. X lập, y lập cộng y lập, z lập cộng z lập, x lập lớn hơn bằng 3 lần căn bậc 3. Nhân lại ha, x
mũ 3 là x mũ 3 ra là x mũ 6 ha. À, tương tự như vậy, y mũ 6, z mũ 6. Và kết quả này sẽ ra là 3 x bình, y bình, z bình. Thầy nhóm lại đặt bình phương ra ngoài, được chưa? Đó. Như vậy thì suy ra B của ta, số hạng này lớn hơn số hạng này, số hạng này lớn hơn số hạng này. Như vậy thay vào đây, ta sẽ suy ra B lớn hơn hoặc bằng. Đó, đây là 3 x, y, z cộng 3 x, y, z bình cộng x, x lập, y lập, z lập. Thầy viết thành x, y, z tất cả lập phương cộng 1. Yeah. Và cái vế phải của ta, các bạn nhìn là ta thấy ra dạng hằng đẳng thức đúng không? A lập phương này, cộng 3A bình B, với B của ta là 1, yeah. Cộng 3A B bình, yeah. Cộng B lập 1, người ta viết thành 1 lập phương. Như vậy các bạn sẽ ra hằng đẳng thức x, y, z cộng 1 tất cả lập, bây giờ. Rồi, bây giờ ta sẽ ước lượng cho cái x, y, z thông qua cái điều kiện ở đây, đúng không? Thông qua cái điều kiện đây thì ta lại áp dụng bắt đẳng thức Cauchy một lần nữa, nhá. Áp dụng bắt đẳng thức Cauchy thì ta có là 1 phần x cộng 1 phần y cộng 1 phần z thì sẽ lớn hơn bằng 3 căn bậc 3 của 1 phần x, y, z. Và cái tổng 1 phần x cộng 1 phần y cộng 1 phần z này các bạn thay bằng số 6 ha, thì bà cho là số 6. Rồi. Như vậy thì các bạn suy ra, ta chia 3 qua đây là ra 1 phần 2 ha. Như vậy ta ra là căn bậc 3 của 1 phần x, y, z là bé hơn hoặc bằng 2, được chưa? Rồi, các bạn lại suy luận tiếp. Lập phương hai vế lên thì ta ra 1 phần x, y, z bé hơn bằng 8 đó. Và từ đó các bạn lần ra đây là 8, đúng không? Rồi, do x, y, z là các số thực dương cho nên ta nhân qua đây, không đổi chiều. Các bạn viết lại là x, y, z lớn hơn bằng 1 phần 8. Được chưa? Và từ 1 và 2 thì các bạn suy ra điều gì? Từ 1 và 2. Các bạn suy ra P là lớn hơn bằng như thức này, mà x, y, z lại lớn hơn 1 phần 8. Như vậy các bạn thay vào 1 phần 8 cộng 1 mũ 3. Và kết quả này sẽ là 9 phần 8 mũ 3. Vậy là 729 phần 512. Được chưa? Như vậy từ đó các bạn là kết luận ngay. Vậy min B là bằng 729 trên 512. Thế thì 729 trên 512 chỉ là giá trị nhỏ nhất của B nếu như tìm được cái x, y, z để nó xảy ra dấu bằng ở đây, đúng không? Như vậy là các bạn lưu ý là ở đây xảy ra dấu bằng khi nào? Khi tất cả những cái bắt đẳng thức ở phía trên này là xảy ra dấu bằng, đúng không? Ở đây xảy ra dấu bằng khi x lập bằng y lập bằng z lập. Bằng thức Cauchy chỗ này sẽ ra dấu bằng khi ba số hạng này bằng nhau, ha. Tức là x lập, y lập bằng y lập, z lập bằng z lập, x lập phương, được chưa? Rồi chỗ này sẽ ra dấu bằng khi ba số hạng này bằng nhau, tức là 1 phần x bằng 1 phần y bằng 1 phần z. Đó, như vậy hệ này sẽ tương đương với lại là x bằng y bằng z. Mà x bằng y bằng z. Như vậy là các bạn sẽ lần ra đó là
A bằng B bằng C. Bởi vì X bằng 1 phần A, Y bằng 1 phần B và Z bằng 1 phần C. Đúng không? Rồi, mà A cộng B cộng C bằng 6. Như vậy là suy ra A bằng B bằng C bằng 2. Được chưa? Đó. Như vậy thì ta có kết quả là giá trị nhỏ nhất của B là 729 phần 512. Khi nào? Khi A bằng B bằng C bằng 2. Vậy ta đã hoàn thành câu số 10.